kính chào các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái hãng của Simac. Thì đây là một cái mẫu súng bắn keo nến. Đối với cái mẫu hàng này thì có 60W. Thì mã hàng của sản phẩm này là C0019-60. Thì đây là một cái sản phẩm súng bắn keo nến của Simac. Bạn nhìn thấy đây là một cái mẫu súng cũng khá là lớn, sử dụng dành cho loại keo lớn các bạn. Thì cái mẫu súng bắn keo này có mã hàng mình nhắc lại là C0019-60 của hãng Simac, một cái thương hiệu với rất nhiều dụng cụ cơ khí khá là phổ biến tại thị trường Việt Nam. Các bạn có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hãng Simac này trên Google, hoặc các bạn cần những cái sản phẩm nào khác các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại hiển thị phía dưới màn hình. Thì đối với cái mẫu súng bắn keo này thì các bạn sử dụng bằng nguồn điện AC 220V, sử dụng điện gia đình. Chúng ta sử dụng thì chúng ta việc cắm nguồn điện vào, và chúng ta cho cái cây keo nến phù hợp vào bên trong cái sản phẩm, và chúng ta sử dụng tùy cái nhu cầu sử dụng của tất cả anh em cũng như là các chị làm đồ handmade, thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại súng bắn keo nến như thế này. Thì đây là một cái mẫu súng bắn keo của Simac, mã hàng là C0019-60. Thì khi chúng ta sử dụng, chúng ta cho cái cây keo nến vào từ phía sau, chúng ta đẩy về phía trước qua cái lỗ thứ nhất và đến cái phần lỗ thứ hai của cái thân súng bắn keo. Thì đến một cái vị trí chúng ta cảm thấy là nó sẽ dừng lại thì chúng ta sẽ không đẩy nữa, và chúng ta sử dụng việc là chúng ta cắm nguồn điện vào và chúng ta chờ một thời gian thì cái máy nó sẽ nóng lên. Thì cái thời gian nóng tầm khoảng 3 phút nha các bạn. Thì ở đây sẽ có một cái móc, đây cái móc thì không biết gắn ở đâu đây. Để mình tìm xem cái móc này gắn ở đâu. Đây, chắc là gắn phía trước này. Thì cái móc này sẽ gắn phía trước cái súng bắn keo này. Thì mình nghĩ là mục đích là sẽ giúp cho cái súng bắn keo có thể đứng vững trên một cái mặt phẳng, hoặc chúng ta có thể là treo hoặc móc cây súng bắn keo lên ha. Thì mình nghĩ là có hai chức năng như vậy, một là nó sẽ đứng, thứ hai là chúng ta sẽ treo móc. Rồi, thì việc thì còn lại chúng ta sẽ là sử dụng cái nguồn điện, chúng ta cắm vào bên trong cái thiết bị và chúng ta sẽ chờ 3 phút để keo có thể nóng lên và chúng ta sử dụng thôi. Phù hợp với tất cả nhu cầu của anh em cần sử dụng. Ở đây thì khi chúng ta cắm nguồn điện vào thì cái đèn đỏ sẽ sáng, có là báo hiệu nguồn điện vào, nhiệt sẽ nóng lên và keo sẽ chảy ra. Khi các bạn không sử dụng thì các bạn có thể là tắt cái nút này đi, thì sẽ hạn chế được cái việc mà keo nó cứ chảy ra ngoài, mà trong khi đó cái việc chúng ta sử dụng là không có, hoặc là cái keo nó nóng nhiều quá, hoặc là chúng ta sử dụng không liên tục, thì chúng ta có thể tắt bật bằng cái công tắc này, khá là phù hợp cho tất cả chị em. Rồi, thì việc còn lại là chúng ta sử dụng thôi. Ở đây thì mình ví dụ mình sẽ xả cái keo nó ra, xả một chút xíu như thế này. Ok. Đó, thì bạn nào quan tâm đến sản phẩm chúng ta có thể là tìm mua sản phẩm tại website mình để phía dưới, và các bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để ở phía dưới màn hình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau, và chào tạm biệt các bạn. Các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh YouTube để có thể xem video clip mỗi ngày, và chào tạm biệt. Chúc các bạn một đêm ngủ thật ngon giấc và vui vẻ.